Chào các bạn. Hôm nay á thì nhà dọn đi hết rồi, trống rỗng mà không có bàn ghế gì, bởi vì ngồi dưới đất thì nè. Bữa nay á đang vẫn còn bệnh, bữa nay không uống bia, nhưng mà bữa nay ăn tôm cocktail á, mà cái loại này nó nấu sẵn rồi đó, nó lạnh lạnh á, chấm với lại cái nước cocktail của nó nè. Đó giờ chưa làm cái clip này, bởi vậy thấy đó. Mua về thử là sao, với lại bữa nay có cái loại cherry này nè, cái màu này không phải màu đỏ nhưng mà màu nó vậy nè, trắng trắng vậy nè, nó ăn nó ngọt lắm, nó ngọt mà nó mắc tiền nữa chứ. Bởi vậy ăn về thằng bé Thiên nè nó thích ăn lắm, ăn cái này nó màu này nó đỡ lắm, không có dơ, màu đỏ kia nó dơ quá. Rồi ăn cái chưa, ăn để ba lọc ăn nha. Rồi không lọt nó, lúc trước không lọt nó dứt luôn cái hộp luôn. Rồi ăn đi con. Bỏ miếng chanh vô. Rồi để này cho con nha, để đây từ từ nha. Squeeze miếng chanh này nè. Nặng chanh này vô, vòng 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 vòng. Chánh này có đâu có ăn được. Ngon không? Nhớ con thích ăn loại này hả? Loại này có gì đâu mà ngon. Nó lạnh lạnh vậy thôi. Nhưng mà nó thích. Thôi còn sao? Cũng vậy thôi. Không gì đặc biệt lắm. Nước sốt thì nó the the, nó ngọt ngọt chứ không có gì hết. Còn cái này lạnh ngắt, có một chút vị ngọt à. Ngon hả? Yên ăn ngon không? Dạ mi về nè, đây nè, nè bóc đây nè. Cũng tạm được, thấy nó là lạnh ăn nó kỳ kỳ sao. Coi trái của nó nè, nó đẹp không, giống như là màu vị của cái trái sơ ri màu xanh á, màu mà chưa chín á. Cái đoạn này xong lên dày đỏ, thấy không cơ, nó đỏ như cái loại kia, loại vẫn không có dơ. Ăn nó không dính, không có dơ nhiều như cái loại kia, mà nó ngọt, cả cái đó nó ngọt, trời ơi, không có gì chua. Loại này bên đây còn ta gọi là Rainier cái gì à? Rainy cherry á. Ngon không mà gớm rồi. Xạo hoài à. Nè có nè. Ăn làm như uống bia vậy. Mặn miếng chanh vô á, nó có mùi vô có chanh ăn ngon. Thè thè của cái lá, cái vỏ của chanh đó. Ăn vậy mà nhỏ này nó thích ăn. Thấy cũng đâu có gì đặc biệt lắm. Vị này như là 13 đồng, 13 đô. Cái vị này bằng với cái vị này. Hay cái vị này nó chất lượng hơn. Bằng giá đó. 12 đồng mấy, 13 đồng.
này là khoảng gần 1 ký, cái này là 2 pound. Ok, từ từ phải làm ra. It's already right there. Oh, wait. Loại này mua ở chợ Costco, hai thứ hết. Nó cũng được, vừa không nên bự lắm không. Từ từ nè 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 nè. À, qua đây để đây chúng mình con lấy nha. Hôm nay bận rộn về cái việc nhà này nè, phải người ta gọi, người ta xếp đồ, ship mấy cái đồ đi hết rồi. Nhà trống rỗng mà giờ phải lau dọn để mà trả nhà cho người ta. Ăn chắc nữa, ăn 2 con nữa thì thôi. Ngon không? Ngon hả? Cõi bên. Ăn cái loại này mà ghiền luôn á. Thôi rồi, ăn bữa đã. Thật không, ngọt. Ngọt đã luôn. Đây, 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 ba làm, đây, ba làm nè. Đây là ba làm. Rồi, đây đây nha. Loại này là trái nào cũng vậy, trái này thấy không? Nhìn là tưởng nó chưa chín, cái màu nó vàng vàng vậy nè. Nhưng mà ăn vẫn ngọt như thường.
Rồi còn hai. Thiệt nên ăn cái loại này ghiền thiệt. Mốt dọn qua cái khu mà miền Bắc của Tiểu Bang và Chi Nhã, hình như họ có cái trại, có cái vườn á để mà cho đi hái mấy cái trái cây này, mấy trái cherry nè, thì đi tới đó hái, khi mà tới mùa tới đó hái để quay clip cho coi. Nhưng mà hình như là nó chỉ có cái loại màu đỏ à. Cái loại màu này á, thì là đặc biệt của cái vùng hình như ở ở ở Washington, Seattle, Washington đồ á. Chua. Nó chanh mà ăn cái gì? Ra quá nha, quá ngon. Rồi đứng ngon. Nó không ngon nha, đứng đây nè, đi ra gãy. Nói chưa? Đi phố ăn hết mấy con này nè. Thiên ơi, Thiên. Chanh mà không chua. Thằng hề này vô đây đứng nè. Đang bị ho mà không biết ăn mấy cái đồ ngọt này vô nữa. Thấy cái cổ không sao kệ. Này là lấy độc gì độc. Ăn nữa không? Ăn gì vậy? Này, đưa cho ba chặn đi. Ăn cái gì? Cherry không? Ăn chanh, hàng này. Dương ghế. Bị gì không? Từ từ thôi. Đút gì hai này.
Ngứa không? Rồi, trái cuối nha. Không ăn nữa. Nổ quá. Ok, xong rồi. Nhỏ này nó ăn dữ quá, ăn cũng xong hết rồi. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Hẹn gặp lại các bạn lần sau. Hy vọng là lần sau ăn những cái đồ ngon hơn ngon hơn nữa. Chắc trước khi rời khỏi tiểu bang Hawaii. Ôi chuyện gì? Sao? Ôi chị Hà hiếp hả? Ôi chị Hà hiếp con. Nè bà cho nè. Chị Hà không ăn hiếp em. Rồi, hy vọng là trước khi rời tiểu bang Hawaii này phải ăn thêm cái con cua quật đế rồi nữa cho nó một lần cuối trước khi đi. Rồi, cảm ơn các bạn theo dõi nha. Rồi, bye bye. Bye đi, bye. Bye. Bye.